Chào mọi người ha. Thì trước đó mình có làm clip hướng dẫn mọi người cách giải phóng dung lượng lưu trữ trên Zalo ha, trên điện thoại á, làm sao mà nó tiết kiệm dung lượng ha. Tại vì các bạn biết rằng là Zalo nó chiếm các dung lượng rất là nhiều ha. Các tin nhắn mà chúng ta sử dụng, chúng ta hình ảnh video mà chúng ta download về chúng ta mở lên á, đều nằm trên điện thoại của chúng ta hết ha. Làm sao chúng ta có thể giải phóng được các cái file nặng như thế này ha? Thì trước đó mình có làm clip hướng dẫn các bạn là cách giải phóng rồi, nhưng mà thường là các bạn nếu mà xóa luôn cái hộp thoại luôn á thì nó sẽ mất toàn bộ cả cái tin nhắn văn bản luôn, không riêng gì hình ảnh và video. Thì hôm nay mình sẽ lưu ý thêm cho mọi người cách mà chúng ta xóa các cái file dung lượng lớn như là video hoặc là hình ảnh mà chúng ta vẫn giữ nguyên các cái hộp thoại đó, tức là cái hộp thoại mà tin nhắn văn bản á, các bạn ấn test á mà chúng ta vẫn còn giữ nguyên. Còn các cái file nặng thì chúng ta có thể xóa bớt và chúng ta có thể tùy chọn được xóa các cái file nào luôn ha. Thì mọi người có thể tham khảo clip của mình nhé. Để giải phóng dung lượng lưu trữ trên Zalo thì mọi người mở Zalo lên ha, sau đó vào cái menu cá nhân ở dưới đây, sau đó mọi người bấm vào bánh đăng cài đặt này, chọn phần là dung lượng và dữ liệu ha. Thì sau đó Zalo sẽ tính toán cái dung lượng mà trên máy đang lưu trữ ha. Còn cái thứ hai là bộ nhớ đệm, thì cái này thì nó sinh ra trong cái quá trình xử lý thì cũng không có nhiều đâu, thì mọi người có thể xóa luôn, xóa thoải mái. Cái quan trọng nhất là mình cần xóa đó là dữ liệu trò chuyện ha. Mình sẽ vô cái phần là bấm vào đây ha, xem và chọn dẹp á, là mình sẽ xóa các cái file trong tin nhắn ha. Sau khi Zalo tính toán thì hiện giờ trên máy đã chiếm mất 11.9GB của mình ha. Trước đó là hơn 12GB á, mình mới xử xóa bớt rồi. Thì giờ còn 11.9GB thôi. Còn bộ nhớ đệm này thì mọi người xóa thoải mái này. Đó. Nhưng quan trọng chỗ cái phần dữ liệu trò chuyện mà bấm xem và chọn dẹp nhé. Thì trong đây có rất là nhiều hội thoại ha. Thì nó sẽ có các cái dung lượng khác nhau. Giả dụ mình tìm cái nội dung nào mà mình thấy nó không cần thiết á, thì mình xóa đi. Giả dụ như mình hướng dẫn các bạn này chẳng hạn, đó thì mình có thể chọn các file ảnh ha, mình chọn hết này, đó sau đó mình có thể chừa cái phần nào đó mình có thể xóa đi thì nó sẽ tiết kiệm dung lượng, đó giả dụ như vậy. Hoặc là mình thấy xóa luôn ha, đó ok thì nó mất luôn, thì dung lượng của bạn đó nó sẽ giải phóng mà, thì bây giờ nó sẽ giảm dần đi. Đó thì mọi người cần lưu ý thêm ha, nếu mà chúng ta cảm giác như là chúng ta không cần thiết cái hội thoại luôn, cả cái cuộc trò chuyện đó chúng ta bỏ được thì chúng ta bấm bỏ bình thường, còn không thì chúng ta cứ vào bên trong chi tiết của cái tin nhắn đó rồi chúng ta xóa thôi là ok thôi. Đó là như vậy này. Đó, thì chúng ta vô bên trong luôn ha, chúng ta xem các cái file nào lớn chúng ta cần xóa. Ok đó, xin chào mọi người ha, chúc mọi người làm thành công ha.